và cuộc xác minh hình ảnh khách hàng vô tư cầm dao gặt hoa quả ngay trên chuyến bay. Con dao này bị cấm vận chuyển các bạn. Hay nói chính xác là lọt. Lọt thật sự các bạn. Lý sẽ cho các bạn coi một hình con dao thế nào khi đi qua máy soi. Đây là hình con dao. Con dao này hơi to các bạn. <laughs> coi đỡ đi, coi đỡ đi, còn con dao kia nhỏ xíu à. Thì với con dao như thế này khi đi qua máy soi, nó dễ nhận biết lắm các bạn. Nhìn cái thấy liền à. Ờ, à, nhưng mà vẫn lọt các bạn. Và người lọt con dao này họ na tên Sa và chữ lót là Ta, đọc là Natasha. Thì cái anh này ảnh với mười mấy năm kinh nghiệm làm nghề được gọi là công thần một tượng đài trong sôi chiếu các bạn. Có những vụ án ảnh bắt được bột mì và bánh kẹo rất nhiều, chưa nói đến súng và đạn, nhưng vẫn bị lọt các bạn. Các bạn còn nhớ bây giờ là thời điểm gì không? Đang cao điểm hè, chuyến bay cực kỳ nhiều với một lượng khách kinh khủng các bạn nào tới sân bay các bạn sẽ thấy. Và có lẽ điều đó đã khiến cho công tác an ninh bị lơi lỏng. Chúng ta không thể nào lấy cái sự việc khách đông mà bào chữa cho hành động này được. Và đây cũng là công tác quản lý chưa tốt để xảy ra tình trạng trên. Rất may sự việc không có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cái anh Natasha này, ảnh đang nuôi một mẹ già, vợ mới đẻ đứa thứ hai và cũng đang ở nhà chưa đi làm. Và sau sự việc này, gia đình 5 người của ảnh mất Tết các bạn. Mong quý khách vui lòng không mang dao lên máy bay lỗi vẫn là của nhân viên